các bạn, Nguyễn Trung, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế Đối ngoại của Chính phủ, cựu trợ lý của Thủ tướng, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Đức, đã đưa ra vài lời kiến nghị liên quan đến thể chế chính trị của Việt Nam. Khi đưa ra những lời lẽ này, một điều dễ nhận thấy là Nguyễn Trung đang có cái nhìn lệch lạc sai lầm về chính trị. Trong cuộc trao đổi với những kẻ phản động trên đài BBC tiếng Việt, Nguyễn Trung đã thể hiện rõ độ ngu dốt của bản thân khi đưa ra lời kiến nghị đòi đổi tên đảng, đổi tên nước và vạch ra phương hướng phát triển đất nước theo lối đa nguyên đa đảng mà các thế lực thù địch muốn thực hiện cách mạng nhằm phá hoại chính trị nước ta. Lộ trình mà Nguyễn Trung vạch ra cũng chẳng khác nào con đường mà các thế lực thù địch dựng ra để phá hoại Việt Nam. Theo bản kiến nghị của Nguyễn Trung với tên gọi là cùng nhau mở con đường cải cách đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới, một kiến nghị tâm huyết. Con đường mà các nhà dân chủ rỡm như Nguyễn Trung thực hiện cách mạng màu trên Việt Nam có 3 giai đoạn. 3 giai đoạn mà nhà dân chủ rỡm Nguyễn Trung vạch ra dưới sự chỉ đạo của các thế lực tư bản bao gồm: giai đoạn đầu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam. Đây là mục tiêu chính mà các thế lực thù địch hướng đến. Giai đoạn 2 là xây dựng hiến pháp mới nhằm xóa bỏ hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước tư bản. Giai đoạn 3 là xây dựng hệ thống chính trị mới. Suy cho cùng, mục đích mà đối tượng Nguyễn Trung này đưa ra vẫn là xóa bỏ hệ thống chính trị ở Việt Nam, thực hiện cuộc cách mạng màu như đã diễn ra tại các quốc gia vừa và nhỏ nhằm lật đổ chính quyền. Mặc dù từng giữ các chức vụ cao trong hệ thống chính quyền, nhưng đó là vấn đề trong quá khứ. Bản chất lương thiện rất dễ thay đổi khi bị mua chuộc bằng lợi ích vật chất hoặc bị các thế lực tư bản nhồi sọ trong thời gian dài. Mục đích đen tối của Nguyễn Trung thể hiện rất rõ khi nói về quan điểm đa đảng, rằng ở nước ta, hợp lý nhất có lẽ chỉ nên hình thành thêm hai đảng tham chính mới như đã từng có trong thời kỳ đầu của nước Việt Nam Cộng Hòa. Ý đồ khôi phục lại chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa của Nguyễn Trung là quá rõ ràng. Thời kỳ Nguyễn Trung nắm giữ một số chức vụ trong hệ thống chính trị có thể là hành động nội gián phá hoại mà thôi, chứ không có vai trò gì để giúp ích cho đất nước. Bản kiến nghị này được các đối tượng xấu công bố ngay trước thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những chiêu trò phá hoại quen thuộc của các thế lực thù địch trước mỗi kỳ hội nghị lớn của đảng. Các đối tượng xấu tích cực phao tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận, làm xáo trộn tư tưởng nhằm tác động phá hoại vào quá trình tổ chức cũng như thảo luận nội dung đưa ra nghị quyết của đảng. Những thông tin sai trái thù địch trước Hội nghị Trung ương 6 cần phải ngăn chặn kịp thời. Những đối tượng cơ hội chính trị như Nguyễn Trung cần xử lý nghiêm trước pháp luật.